Món này mình làm rất là nhanh. Anh chị em và các bạn có thể mua thịt bò bắp, thịt bò phi lê hay là thịt bò đùi cũng đều được. Hôm nay mình chia sẻ cái cách làm sao cho thịt bò, thịt nào cũng được hết mà mình làm không bị dai. Mình sẽ cho 50ml nước, một muỗng canh đường khoảng 20g, sau đó quậy tan. Một muỗng canh chanh, nạo để chút xíu nữa mình lấy được luôn cái phần cơm của chanh đó, làm cho nước mắm của mình ngon. Một muỗng canh đó, trộn cho tan, thật là tan đường. Tùy mỗi loại nước mắm khác nhau sẽ có độ mặn khác nhau. Đây là nước mắm ba con cua, một muỗng canh nè, mỗi muỗng là 10ml đó, hai muỗng canh và ba muỗng canh, 5g gừng, 5g tỏi và ớt tùy thích. Mình đập ra sau đó mình bằm nhuyễn, bằm thật nhuyễn luôn, tỏi gừng ớt vô. Các bạn hỏi mình khuyên thì làm sao cho nó nổi lên đó, thì tức là mình sẽ phải quậy cho đường với lại chanh tan thật là tan, sau đó mình bằm cái này, mình cho nó tự động nó sẽ nổi, và nó nổi luôn cho đến chiều đến mai nó cũng nổi luôn đó. Như vậy nè, nhìn nó đẹp mà ngon nữa. Thịt bò sau khi rửa sạch, lọc bỏ hết cái mỡ nè, người ta gọi là cái bạc nhạn, tức là những cái gân gân, mình bỏ ra. Bởi vì cái này chút xíu nữa mình ăn cũng không được. Để cho dễ cắt thì mình sẽ cho vào trong tủ đông đá đó, mình để chút xíu thì nó cứng lên, mình cắt rất là dễ. Sau đó thì cắt mỏng. Đây, cái này mình để đông đá nè, khi mình cắt thì nó cứng cứng lên đó, nó đang xốp kem đó, mình cắt thật là mỏng luôn thì chút xíu sau nữa mình tái nó sẽ không có bị dai. À, thịt bò bắp tái cũng được, bò nào mà mình mua phía bên trong mình thấy nó có những cái gân trắng như vậy nè, là khi mình tái nó vẫn mềm ngon. Cái phần thịt này hôm nay mình làm bao nhiêu cũng được, do đó mình khuyên không có nói số lượng. Và cái này chỉ quan trọng là cái nước nhúng. Khi mà mình cho thịt vào trong tủ đông đá đó, lấy ra thì thứ nhất là mình dễ cắt, thứ hai nữa là cái thịt bò nó sẽ mềm, lúc sau mình tái nó không bị dai. Đây là cũng là một bí quyết. Và cắt thịt bò sẽ cắt ngang thớ, ví dụ như thịt bò dọc thớ nó như vậy, mình cắt ngược lại. Sau khi mình cắt xong 1 kg thịt, mình xếp lên tinh dĩa từng miếng như vậy nha. Nhớ là cắt thật là mỏng bởi vì mình làm thịt tái. Và món này mình sẽ ăn cùng với bún. Nếu như có máy làm bún thì anh chị em và các bạn có thể xem video cách làm bún hôm trước mình khuyên chia sẻ, trong món bún cuộn nè, bún riêu, hoặc là bún bò nhúng me, lẩu bò nhúng me đó, hoặc là các cái video nào mà có món bún là đều có cách làm bún này. Ngắn ngắn như vậy nè. Sau khi trộn bún xong, mình cho từng con nhỏ nhỏ xếp lên dĩa. Để như vậy chút xíu nó rất là tiện để gấp cuốn bánh tráng. Và mình sẽ cuốn cùng với lại bánh tráng. Đây là bánh tráng mỏng nè. Nếu như mình thích cũng có thể ăn cùng với lại bánh đa hay là bánh tráng mè. Cái này là từ cái bánh đa chưa nướng, mình cho vào trong lò vi sóng 1 phút 30 giây thì nó vàng vừa như vậy luôn. 1 phút 30 giây ở công suất là 800W. Ở đây mình có 5 tép xả. Mình sẽ để 2 tép ra để chút xíu nữa mình làm mắm nêm nè. Còn cái này thì đập dập. Nếu như mà mình nấu tiệc đó thì mình có thể tính một người như vậy là thường là ăn khoảng 150 cho đến 200g thịt bò. Khoảng 5cm. Bước tiếp theo mình sẽ làm mắm nêm. Xả 2 tép nhỏ, mình chẻ nhỏ ra, sau đó bằm nhuyễn. 1 tép tỏi khoảng 7g, cũng bằm nhuyễn luôn. Và ớt thì tùy thích. Cái này mình để riêng ra nha.
cũng bằm nhuyễn ớt, hành tây một hoặc là hai củ, sẽ cắt muối cam. Luôn luôn móng thịt bò mình nên cho gừng. Ở đây là 10 g gừng, mình có thể cắt sợi hoặc là bằm nhuyễn hoặc cắt lát đều được. Một củ hành tây mình cắt mỏng mỏng ra để mình để lên trên dĩa thịt bò. Có thể cắt hành tím cũng được luôn, cắt sợi dài hoặc là cắt khoanh tròn. Một củ hành tím 30 g, đập dập. Thơm hay là khóm hay là dứa, mình sẽ lấy một đoạn để mình làm mắm nêm, còn một đoạn để mình cuốn ăn kèm. Để cắt thơm cho dễ thì mình sử dụng dao răng cưa, tức là dao này nè, nó rất là dễ cắt. Còn nếu mình sử dụng cái dao thường của mình thì cái dao phải thật là bén thì mới cắt nó nhẹ, hay khi mình cắt cái dao này nó đi rất là dễ. Phần có lá của thơm sẽ chua, cái phần gốc ở bên dưới nó sẽ ngọt, do đó mình lấy cái phần trên chua này nè mình làm mắm nêm, còn phần bên dưới thì để mình làm rau để cuốn ăn kèm. Nhớ là sẽ cắt mỏng mỏng để chút mình cuốn cho nó dễ nha. Và mình cắt dọc. Thơm sau khi mình bằm nhuyễn ra như vậy nè, vắt để mình lấy nước, mà cũng vắt vừa phải thôi. Còn ở đây khoảng gần một chén thơm nè. Rồi ở đây mình có nửa chén nước thơm. Ở đây là mắm nêm, mình sẽ mua ở tiệm Việt Nam. Cho vô đây 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình sẽ cho, ở đây mình đã bằm được 2 muỗng canh sả. Cho sả trước nha. Sả nó chín lâu hơn là tỏi với lại ớt. Phi cho đến khi nào mà mình thấy cái phần sả nó bắt đầu hơi vàng thì lúc đó mình mới cho tỏi. Rồi, bây giờ nhìn vô mình thấy nó hơi vàng rồi nè. Mình đừng để vàng quá, hồi nó cháy. Rồi cho tỏi. Đảo qua, mình cũng thấy tỏi vàng luôn. Tắt lửa và cho ớt. Tiếp theo là cho mắm nêm. Mắm nêm này có nhiều khi nó có mỗi cái loại mắm nó mặn khác nhau đó, cho nên tùy theo cái độ mặn mà mình pha nha. 3 muỗng canh mắm nêm. Mỗi cái muỗng canh này là 10 ml. Mình để lửa nhỏ lại. Lúc nãy mình tắt lửa đó, không thôi nó văng. Và sẽ cho từ từ thôi. Một muỗng canh đường mình cho, rồi sau đó mình kiểm tra độ mặn. Một nhúm 3 ngón tay mình cho bột ngọt. Nếu không thích bột ngọt thì không cho cũng được luôn nha. Rồi sau đó thì mắm nêm hơi hơi sôi lại, nhớ để lửa nhỏ. Cho cái nước thơm. Sau đó mình nấu cho tan ra, rồi mình nếm nha, xem có vừa không. Rồi sau đó mình đổ ra ngoài chờ cho nguội. Phần thơm này nếu như mà mình ăn liền đó thì mình cho thẳng vô trong đây khi mà cái này nguội. Nhưng mà nếu mình làm mà để lâu đó thì mình sẽ xào nhanh qua cái phần thơm cho nó hơi chín để cho nó không bị hư. Xào cho đến khi mình nhìn thấy thơm nó hơi trong đó. Nếu mà thơm chua thì cũng có thể cho một xíu đường, nhưng mà cái thơm này nó có cái vị ngọt ngọt chua chua rồi, thỉnh thử vừa ăn luôn, mình khỏi cần cho. Đừng xào lâu quá, đảo nhanh qua thôi. Rồi bây giờ thơm nhìn thấy trong rồi là chín rồi. Mình tắt lửa, mình chờ nguội. Dưa leo mình cũng cắt dọc luôn. Và nhớ cắt mỏng. Mỏng mỏng đi, chút nữa mình cuốn cho nó dễ nha. Sau cùng là mình nấu cái phần nước nhúng. 1 muỗng canh dầu ăn. Cho sả, hành tím, chừa hành tây lại. Hành tây chút mình cho sao nha. Và gừng.
cho thơm. Nếu như mình có nước dừa thì có thể nấu nước dừa, còn không có thì mình sẽ nấu bằng nước, có cho vô đường phèn. Sau đó thì cho vào đây là 800ml nước. Tùy thích, nếu như mà mình thích ăn lẩu luôn thì có thể cho nhiều nước hơn. Tức là cái này hơn 3 cốc. 25g đường phèn, 1 muỗng canh muối khoảng 17g. Vung lên đó. Có thể cho luôn đường phèn cũng được, hoặc là cho thêm 1 muỗng canh đường. Nếu có ăn bột ngọt thì mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, một chút xíu nha. 100ml giấm, là loại giấm 5%. Sau đó thì có thể nếm lại xem cái này nó chua chua một chút xíu, hơi hơi ngọt ngọt, hơi hơi mặn mặn. Sau cùng thì mình sẽ cho 2-3 miếng thơm nhỏ nhỏ vô, hoặc là cái cùi thơm và hành tây. Đây là mình đã xong cái phần nước nhúng rồi. Khi có khách đến thì mình chỉ cần dọn lên thôi. Và mọi thứ đã chuẩn bị xong. Rau cắt lại, nếu như mà có khế chuối chát cũng được, hoặc là không có thì mình thay bằng táo xanh. Rồi cho hết cái phần thơm này vô luôn. Đây là chén mắm nêm của mình xong rồi. Mình có thể cho vào trong hũ keo mình để dành, mình đậy kín lại, mình cho vào trong tủ lạnh. Khi nào mình thích ăn thì lấy ra. Và cái này mình có thể để được trong vòng khoảng 2 tuần. Và món ăn của mình đã xong rồi. Ở đây là bún cũng tự làm. Nồi nước để mình nhúng thịt bò, mắm nêm, rau thơm, xà lách các loại, thịt bò, dưa leo, khóm hay là thơm hay là dứa, rồi bánh tráng hay là bánh phồng tôm hoặc là bánh đa. Bây giờ mình sẽ cho ra và mình nhúng thôi. Nấu nước cho thật là sôi lên rồi nhúng thịt bò vào đây rồi cuốn bánh tráng nha. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn có được một món ăn thật là ngon để đãi gia đình mình hoặc là đãi khách cuối tuần. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video kỳ tới. Bánh tráng mình nhúng một mặt và nhúng bằng nước nóng thì nó mềm. Bánh tráng ở đây nó dày lắm. Sau đó mình cho salad nè. Mỗi thứ một chút thôi. Rồi thơm, rau thơm cắt lại. Nấu thật là sôi nước lên luôn. Sau đó thì cho thịt bò vô. Mình nhúng chín nhanh qua thôi. Đừng nhúng lâu quá nó sẽ bị dai. Như vậy là được rồi nè, chín. Sau đó thì cuốn bánh tráng nha. Nước sôi thật sôi, mình sẽ nhúng cái phần thịt bò. Nhúng nhanh qua. Và đừng có nhúng lâu quá, nó sẽ bị cứng đó. Một chút xíu bún nữa. Sau đó thì cuốn lại. Và xong rồi, món bò nhúng giấm của mình. Hấp dẫn chưa? Mình sẽ chấm với lại mắm nêm. Mắm nêm ở đây. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật ngon nha. Và cùng ăn thật ngon với gia đình của mình hoặc là đãi khách. Hấp dẫn chưa? Thử nha. Ngon quá. Cái này ăn phải thật là cay mới ngon nè. Cho một chút xíu thơm. Cái này mỗi người một chén nhỏ như vậy.